Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, toàn quốc xử phạt gần 44.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguy cơ khi sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm an toàn giao thông. Trong đó có nội dung vận dụng thống nhất tình tiết có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm để áp dụng đối với hành vi xóa dấu vết của lái xe sau khi gây tai nạn, tạo cơ sở pháp lý cụ thể cho việc xử lý nghiêm minh trường hợp gây tai nạn rồi xóa dấu vết bỏ trốn. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, toàn quốc xử phạt gần 44.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 27 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt hành chính 43.877 lái xe vi phạm về ma túy và nồng độ cồn, tước 32.202 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 43.877 phương tiện. Đáng chú ý trong số đó có tới 373 trường hợp lái xe sau khi bị các tổ công tác cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát test nhanh ma túy đã có kết quả dương tính. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, có trên 40% tỷ lệ người tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy tránh được nguy cơ tử vong nhờ đội mũ bảo hiểm. Sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn không những không bảo vệ được người sử dụng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu xảy ra sự cố khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là hai chiếc mũ bảo hiểm thường xuyên được người dân sử dụng khi đi mô tô xe máy. Tuy nhiên thì chiếc mũ không đạt chuẩn này hay còn gọi là mũ thời trang được người dân sử dụng phổ biến hơn. Và khi độ chiếc mũ này thì nguy cơ xảy ra nguy hiểm khi va chạm rất là cao. Thì nguy cơ như thế nào thì mời các bạn cùng chúng ta cùng tìm hiểu. Thưa ông, xin ông cho biết là tác hại của việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông như thế nào ạ? Mũ bảo hiểm không đạt chuẩn thì nó có một cái đặc tính là nó được sản xuất bằng cái vật liệu nhựa, nó không đảm bảo chất lượng, rất giòn, dễ vỡ. Vì vậy mà khi tham gia giao thông, khi có va chạm thì là nó không có tác dụng nó bảo vệ đầu. Thậm chí là nó có những cái cạnh sắc nhọn và không có va chạm cũng gây ra là vết thương ở đầu, ở tai đối với người sử dụng. Vậy thưa ông, thì cách để nhận biết cái mũ bảo hiểm không đạt chuẩn và mũ bảo hiểm đạt chuẩn như thế nào ạ? Cái mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì được quy định bởi cái thông tư 06 của Bộ Khoa học Công nghệ, tức là nó có 3 lớp. Tức là với mắt thường thì ta thấy nó có 3 lớp, là lớp một lớp ngoài là một lớp nhựa dày để đảm bảo về mặt chất lượng. Lớp thứ hai là một cái lớp xốp để bảo vệ giảm chấn khi va đập, và lớp thứ ba là lớp bọc. Và cái nhựa đối với những cái mũ bảo hiểm không đạt chuẩn mà ta hay gọi là mũ bảo hiểm dởm thì là nó chỉ có hai lớp, một lớp nhựa bên ngoài, một lớp bọc. Và đặc biệt là nhựa là nó được sản xuất bằng nhựa tái sinh, tái chế nên là nó không đảm bảo chất lượng, giòn, dễ vỡ. Cảm ơn ông ạ. Như vậy có thể khẳng định việc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn có thể coi như không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, nó còn có nguy cơ nguy hiểm cho người sử dụng. Tuy nhiên, thực tế, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hiện nay có tới 89% mũ bảo hiểm trên thị trường không đạt chuẩn. Vậy giải pháp nào để hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Tới đây, chuyên mục An toàn Giao thông 24 giờ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.